Ta đến với kênh của mình hôm nay thì ẩm thực miền quê mời các bạn cùng vào bếp để làm món xôi đậu xanh bằng nồi cơm điện nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong, món xôi dẻo ngon, không bị nhão nhé, và như là các bạn là hấp xôi ạ. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì rất là đơn giản thôi, mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đây là gạo lếp các bạn nhé, mình dùng 500g gạo lếp. Các bạn sẽ ngâm cho mình trước tiên khi ngâm thì các bạn nên vo cho mình sạch với 3 nước, sau đó thì mình sẽ ngâm qua đêm hoặc là ngâm từ 6 đến 8 giờ hoặc 10 giờ các bạn nhé. Bây giờ mình chỉ tráng thôi chứ mình không vo lại, vì khi mình đã ngâm gạo nó đã mềm rồi, mình vo lại nó sẽ nát gạo ạ. Và đậu xanh các bạn có thể ăn nhiều mình cho nhiều nhé. 500g gạo các bạn có thể cho 150g đậu xanh hoặc 200g đậu xanh cũng được. Đậu xanh thì các bạn cũng ngâm như gạo cho mình nhé, cũng vo 3 nước bỏ đi và mình đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi cho ra một cái giá để cho nó. Muốn ăn nhiều đậu xanh thì các bạn sẽ cho nhiều nhé. Và mình chia sẻ với các bạn cách thổi xôi bằng nồi cơm điện các bạn ạ. Ta chỉ cần tráng như vậy thôi nhé, không cần phải vo gì nữa. Nếu mà mình mà thổi bằng chõ hoặc hấp ấy, thì các bạn nên để ráo thật ráo nước. Còn mình thổi bằng nồi cơm điện thì mình cần cho thêm nước ấy, thì nên là không cần phải để ráo nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây một ít muối ạ. Không cần nhiều quá nhé. Trộn đều lên. Một ít dầu ăn cho hạt xôi nó bóng ạ. Bây giờ các bạn sẽ cho nước vào cho mình nhé. Lượng nước thì căn cứ vào gạo ấy, cứ nước chỉ cần xâm xấp với gạo là đủ rồi các bạn, chứ không cần nhiều. Cho thêm ít nữa. Đấy. Vì gạo mình ngâm nó có độ lở rồi, bây giờ mình cho nước vào ấy để cho cái phần gạo này nó có hơi ấy, để nó chín thôi các bạn ạ. Bây giờ các bạn nấu như nấu cơm cho mình là được nhé. Đấy, lượng nước các bạn chỉ cần như thế này là được rồi nhé. Cho nhiều nó sẽ bị nhão nhà, sẽ không ngon ạ. Đây ạ, mình cho vào nồi cơm điện và các bạn cũng nấu như nấu cơm bình thường cho mình nhé. Thôi, mình đã nấu bật lên nút trên rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Đây ạ. Các bạn có thể dập 2 lần, nhưng mà mình dập 2 lần ấy, thì nó sẽ bị cháy, cho nên là mình chỉ cần dập 1 lần để một lúc là được nhé. Đấy, rất là tơi ngon như thế này. Bây giờ mình sẽ đơn ra đĩa là có thể các bạn nấu ăn sáng, có thể nấu ăn sáng hoặc là mình nấu vào những hôm ngày rằm, ngày 11 chúng ta thắp hương ạ. Không mất nhiều thời gian của các bạn nhé, là chúng ta có thể nấu được xôi rồi. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê ạ. Các bạn có thể ăn xôi này với ruốc nhé, hay với giò, tùy theo. Xôi rất bở và ngon, xôi đỗ bở nhé. Không bị nhão một chút nào cả. Như là các bạn nấu xôi bằng
hấp xôi bằng chõ. Đấy, mình nấu nhiều đỗ thì nó mề ấy như là các bạn nấu xôi vò ấy ạ. Mình làm một lần không bị cháy nhé. Đấy, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng ạ. Giới thiệu với các bạn nhé, đây là bàn lăn gỗ massage Lâm Hàng ạ. Nếu các bạn không có thời gian đi bộ dưới các kia hòn sỏ xiếc thì các bạn có thể massage bằng chân như thế này nhé. Và buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta có thể massage như thế này khoảng 30 phút rất là tốt các bạn ạ. Massage lòng bàn chân là một phương pháp cổ truyền của Trung Quốc nhé. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, lòng bàn chân chứa rất là nhiều điểm quan trọng liên quan đến các cơ quan và các bộ phận khác trong cơ thể. Cho nên chúng ta có thể massage giúp kích thích, cải thiện tuần hoàn máu và chất lượng dung dịch trong cơ thể nhé. Massage lòng bàn chân được coi là một trong những phương pháp chăm sóc sức khỏe rất là hiệu quả, có thể được thực hiện tại nhà và bởi các chuyên gia chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hoặc là chúng ta có thể cho lòng bàn chân cũng được và có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau đầu, đau vai gáy và đau lưng các bạn ạ. Cho nên chúng ta có thể mua cái dụng cụ này về và chúng ta massage như thế này ở nhà này rất là hiệu quả. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành ra 30 phút như thế này nhé. Các bạn nhé, đây là bàn lăn gỗ massage Lâm Hàng ạ. Nếu các bạn không có thời gian đi bộ dưới các kia hòn sỏ xiếc thì các bạn có thể massage bằng chân như thế này nhé. Và buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta có thể massage như thế này khoảng 30 phút rất là tốt các bạn ạ. Massage lòng bàn chân là một phương pháp cổ truyền của Trung Quốc nhé. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, lòng bàn chân